Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Rutgers, New Jersey, Mỹ đã phát triển một phương pháp xét nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể dễ dàng và nhanh chóng phát hiện ra các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Phương pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhân viên y tế nhiều hơn trong việc phát hiện bệnh cũng như điều trị cho bệnh nhân. Phần lớn các xét nghiệm PCR thường chỉ phát hiện ra virus SARS-CoV-2 mà không phát hiện ra bất kỳ chủng virus cụ thể nào. Nếu các chuyên gia y tế công cộng muốn thu thập dữ liệu về các biến thể của virus SARS-CoV-2 để theo dõi cách chúng biến đổi, họ thường phải tới tận nơi bùng phát dịch bệnh để thu thập mẫu bệnh phẩm và sau đó tiến hành một tiến trình giải trình tự gen rất phức tạp. Trong khi đó, phương pháp xét nghiệm mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Rutgers, New Jersey có thể được dùng đồng thời với mọi xét nghiệm PCR và cho ra các thông tin cụ thể hơn. Chi tiết của phương pháp xét nghiệm PCR mới này đã được đăng tải trên tạp chí The Journal of Molecular Diagnostics. Cụ thể, Phương pháp xét nghiệm mới này có sử dụng công nghệ đèn hiệu phân tử do giáo sư y khoa thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Công cộng của Đại học Y khoa Rutgers, New Jersey, Sangay Tiagi sáng chế ra. Nó có liên quan tới kính hiển vi, đầu dò hóa sinh và mang lại kết quả chính xác đến nỗi có thể phân biệt các mục tiêu giả trình gen khác nhau chỉ bằng một ba sơ hóa học duy nhất là chất phản ứng với axit. Một khi đầu dò hóa sinh chạm vào mục tiêu, chúng sẽ phát quang, đóng vai trò là đèn hiệu để các nhà khoa học giả soát nguồn gen của các phân tử virus một vài phương pháp xét nghiệm PCR phát hiện COVID-19 được phát triển trước đây, chỉ nhằm vào các đột biến đơn trong protein gai, tạo tiền đề cho các virus tấn công tế bào của người. Các phương pháp này không thể phân biệt được nhiều biến thể đang lây lan trong cộng đồng. Trong khi đó, phương pháp xét nghiệm mới có thể phát hiện 8 đột biến khác nhau trong một protein gai. Những đột biến được chứng minh là làm tăng khả năng lây truyền của virus và lần trốn được hệ miễn dịch của cơ thể người. Từ những hiệu quả thực tế trong các thí nghiệm đã được thực hiện, các nhà khoa học kỳ vọng Phương pháp xét nghiệm mới này sẽ hữu ích trong việc phát hiện các biến thể mới xuất hiện từ sự kết hợp của các đột biến của virus SARS-CoV-2. Qua đó sẽ giúp cho ngành y tế thế giới có các phương án chủ động phòng chống dịch COVID-19, hạn chế sự lây lan mạnh mẽ của các biến thể nguy hiểm.